Rồi qua thì trên viện nơi em làm ấy, thì đang điều trị rất nhiều bệnh nhân bị hội chứng cơ thình, tức là phù hết mặt đi, phù chân này, rồi thì là suy tuyến thượng thận, thậm chí nặng hơn là xuất huyết chảy máu dạ dày cực kỳ nhiều. Thế mọi người có người nhà dùng những viên hoàn tán không rõ nguồn gốc trên mạng như thế này thì lưu ý giúp em là khuyên người nhà bỏ đi, và bỏ đi nhá, cái này dùng không tốt một chút nào, nó là thuốc độc chứ không phải là thuốc điều trị xương khớp đâu. Và những sản phẩm thực sự ấy, như hiện tại thì em có nấu những loại cao để điều trị về xương khớp này, đau nhức mỏi cho mọi người, và mọi người phải dùng theo hàm lượng cụ thể và những vị thảo dược thực sự là xung quanh thôi, và rất là dễ tìm kiếm. Và nếu như mà hôm nay mọi người xem được video này, thì nếu như mọi người không dùng cái sản phẩm cao này để điều trị về đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa, nhức mỏi cổ vai gáy, hay là với những bệnh nhân mà bị viêm đa khớp, bị bệnh gút, thì mọi người cũng có thể tham khảo một loại dược liệu mà em rất thích sử dụng trong cái sản phẩm cao xương khớp này của em. Thì với cái cao cốt thống này của em ấy, thì có một cái sản phẩm, đó chính là cái rễ của cái cây ngưu tất nam, hay gọi là cây cỏ xương này. Thì em đã có một video giới thiệu và rất nhiều bà con xem, hàng trăm nghìn lượt xem về cái điều trị xương khớp bằng cái cây cỏ xương này rồi. Thì mọi người lưu ý giúp em là với cái cây cỏ xương này, khi mọi người sử dụng, mọi người lấy rễ của nó này kết hợp với cái rễ lá lốt này, sau đó là mọi người có thể thêm với dây đau xương hoặc thiên niên kiện, mọi người đun sôi cho em khoảng 5 đến 10 phút, là mọi người cho khoảng 500ml nước, mỗi loại khoảng 20g thôi, đun sôi cho em uống hàng ngày, rất là tuyệt vời nhá. Và hiện tại em đang sử dụng cái cỏ xương này để điều trị.